Ở tập trước, chuột ở trần gian quấy nhiễu con người nên Ngọc Hoàng sai mèo đến để trừng trị loài chuột. Mèo cùng ba học trò xuống trần gian làm bạn với con người và lập kế hoạch đánh vào hang ổ của chuột. Anh mèo, lâu rồi mới gặp lại anh. Nghe nói anh xuống chơi vài ngày. À, anh thật tốt khi kêu thuộc hạ đến tặng chuông cho chúng tôi. Nhưng thật sự là không cần đâu, chúng tôi biết nhà anh mà. Anh mèo à, hãy thẳng thắn với nhau đi. Chúng ta hãy bỏ qua chuyện cũ và chung sống hòa bình với nhau dưới trần gian này đi. Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ cần anh hứa sẽ tránh xa những chỗ có con người ra, không được đòi cúng tế nữa, cũng không được phá phách ăn trộm của họ nữa. Kìa anh mèo, nếu vậy thì gia đình đông đúc của chúng tôi sẽ phải làm sao? Lao động như mọi sinh vật khác. Trâu đi cày, chó giữ nhà, ngựa thồ hàng. Có làm thì mới có ăn chứ. Chúng ta đều là quan hành khiển được Ngọc Hoàng lựa chọn, sao phải khó với nhau làm gì? Anh làm ngơ cho chúng tôi á, thì chúng tôi sẽ chia phần cho anh. Anh chẳng làm gì mà cũng có ăn đó. Ta nhắc lại, con người phải làm việc rất vất vả mới có ăn. Các ngươi không được quấy phá họ nữa. Nếu không, bọn ta sẽ không cảnh cáo thế này thôi đâu. Dân dân, ngài mèo, chúng tôi rõ rồi, lần sau chúng tôi không dám nữa. Vậy còn dám hối lộ tặng quà chúng ta nữa không? Dạ không, xin tha mạng. Mình ơi, mình có sao không? Không sao. Một mèo đáng ghét, chỉ dỗ ra vẻ thôi. Bẩm ngài, giờ phải làm sao? Chúng lấy hết đồ dự trữ trong kho của mình rồi. Hay chúng ta tập hợp quân đánh lại chúng? Chúng ta đông người, sao phải sợ một con mèo già và ba con mèo kia chứ? Các người nhiều lời quá. Tưởng bọn chúng xuống đây tay không bắt chúng ta sao? Chắc chắn Ngọc Hoàng nó cho chúng vũ khí gì đó. Hiện tại á, mình không nên đụng vào chúng mình à. Vợ ta nói đúng. Các ngươi hãy rút binh, tạm thời yên ắng một thời gian để quan sát chúng. Chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ra kế sách gì đó. Hả? Tụi mày lấy đâu ra mấy cái này? Đây là đồ của nhà ta mà bọn chuột đã lấy nè. Còn đây là đồ của nhà hàng xóm. Tụi mày đã lấy chúng về từ chỗ bọn chuột sao? Tụi mày giỏi lắm. Vậy là tụi mày đến đây để giúp con người đối phó bọn chuột có đúng không? Tụi mày kêu meo meo vậy nên gọi chúng mày là mèo nha. Được rồi, các ngươi có thể ở lại đây. Nhưng mà nếu như các ngươi phá phách hơn cả bọn chuột á, thì dù thiên lôi giáng thế, ta cũng đuổi bọn ngươi đi đó. Bây giờ ta phải đi trả đồ này cho hàng xóm. Cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ chúng ta. Giúp được người khác thật vui sư phụ à. Bọn chuột sẽ không dám làm gì đúng không sư phụ? Mèo. Sư phụ là bọn chúng sợ khiếp vía. Sư phụ thiệt là ngầu. Các con đừng chủ quan. Bọn chuột có rất nhiều mưu mô. Chúng ta phải cảnh giác đề phòng để làm tốt nhiệm vụ Ngọc Hoàng đã giao. Dạ. Dạ sư phụ. Nhưng giờ thì các con nghĩ đi. Chúng ta đã vất vả rồi. Cha ơi, đã 3 ngày nay rồi. Nếu cứ vậy á, chúng ta chết đói luôn đó. Chúng ta không thể sống chui rút như vậy được đâu. Ta biết, làm như ta không thấy vậy. Con có giỏi thì ra mà nói với bọn mèo. Không có bánh trái gì hết. Đồ ăn, ta phải đi tìm đồ ăn mới được. Mọi người đều rất vui khi con trả đồ cho họ mẹ à. Và con cũng đã đưa 3 con mèo nhỏ vào các nhà hàng xóm để giúp họ canh chuột rồi. Nếu bọn mèo chịu qua nhà họ thì cứ để chúng qua canh bọn chuột. Nhưng phải để tụi nó về nhà mình ăn cơm. Mẹ rất thích tụi nó meo meo suốt ngày. Dạ mẹ. Của cải lấy về từ hang chuột
tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải tiền học đó con à. Con nên đi học lại đi. Nhưng cha đang bệnh mà mẹ, con có thể tự học được. Mẹ cứ lấy tiền đó lo thuốc thang cho cha đi. Thương con quá. Đang là công tử nhà giàu có, chỉ phải lo ăn học. Tự nhiên cha bệnh, gặp nạn chuột quanh hành, tán gia bại sản, giờ phải bỏ học, lo bán bánh ăn từng bữa như thế này. Dạ không sao đâu mẹ, con vẫn tự mình ôn luyện chờ ngày lên kinh ứng thí mà. Làm sao đây? Cái tên mèo đó ở gần quá. Nếu ta lấy được bánh kia về á, thì chắc chắn cha sẽ tự hào về ta lắm, không còn quát nạt ta nữa. Hình như có gì ra trong bếp thì phải. Kế này của bọn chuột đây mà. Nó buộc dây để lôi cái nồi tuôn cho bể. Nhưng mà ta trúng kế rồi. Thank you.